Quyên, chuyện này là sao? Nó là ai? Hắn ta là ai? Tao là người yêu của Quyên. Này, ăn bậy thì được, chứ đừng có nói bậy nhá. Mà nói cho chuẩn vào. Thì là người yêu cũ. Nhưng mà tớ đã đồng ý chia tay đâu. Đủ hết hạn đi, ăn lại sao được. Thật Giác, con cần phải hỏi ý kiến của Giác. Mày, Quyên, có phải cậu vẫn còn giận tớ nên bày những trò này để chọc tức tớ phải không? Ủa, sao nó biết nhở? Cậu muốn tớ ghen chứ gì? Tớ ghen rồi đấy. Thì sao? Cậu bớt ảo tưởng lại đi. Cậu nghĩ mình có giá thế à? Thế thì hai người chứng minh đi. Chứng minh gì? Chứng minh là hai người yêu nhau. Tại sao tôi phải làm thế? Phải chăng giọt mưa ngâu là lần cuối của khoảng thời gian trong veo xa xôi, một thời của những xúc động bồi hồi. Tuổi xuân nơi anh có em chung đôi, khoảnh khắc gần nhau anh chưa từng nói. Từng lời mà tim anh luôn khắc sâu, tiếng em nghe nói mày còn đầu tiên yêu tao đúng không? Mày muốn gì? Chuyện này là sao? Mày làm gì tao? Trả hay là không trả? Tao trả, tao hứa tao sẽ trả. Mày có muốn gì nữa? Quá khứ rẻ tiền đi, đừng làm phiền tương lai sáng giá. Đi thôi em bé. Nhiều phết. Để ăn mừng cho chiến thắng quá đẹp ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ bao cậu một bữa thật thịnh soạn. Cậu thích nhận được. Nhưng mà cậu có ăn được không? Hay là phải sạc nhỉ? Tôi không phải nghe máy. Hay là cậu ăn hạt? Tôi không phải là chó nha. Tôi muốn ăn đồ cậu nấu á. Tôi nấu á? Cơn mưa ùa về, từng hạt ướt bay theo những đoạn đường. Xuyên qua màn mưa, học trò tiễn nhau chia xa mãi chưa. Cô nữ sinh nhìn mưa thầm ướt, đâu biết tôi làm sao, cứ ngó nghiêng như muốn nói điều gì. Con giờ xa. Sao quên ngày nào, thua còn nghĩ suy phu vơ dại khờ. Mỗi sáng đến lỡ, tìm hình bóng. Lần đầu tôi vào bếp, nên... Trông rất giống một kiệt tác nghệ thuật. Thật á? Thật. Làm gì đến mức đấy? Nhưng mà ông bà ta nói rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đúng không? Đúng. Quan trọng vẫn là chất lượng. Thử đi. Thế nào? Ngon. Thật á? Con mở nhà hàng đi, giàu to đó. Tôi biết ngay mà. Tinh vậy. Ngon mà. Này, cậu tên là gì?
giờ tôi cứ gọi cậu là này này mãi. Tôi không có tên. Không có tên á? Ừ thì tôi được tạo ra để làm bạn trai cậu mà. Thôi được rồi. Vậy thì từ bây giờ cậu sẽ tên là GD. Đi? Đi đâu? GD là người yêu tương lai của tôi mà cậu không cần biết. Nói tóm lại, từ bây giờ tên của cậu là GD, biết chưa? Dạ. À, đúng rồi. Nào, để ăn mừng cho chiến thắng quá đẹp ngày hôm nay và lần đầu tiên cậu có tên trong cuộc đời. Cạn ly. Khá đấy, tiếp không? Mà trông vẫn đẹp trai nhở? Cậu đúng là không phải người. Rốt cuộc thì cậu là ai? Tôi là bạn trai của cậu. Oh my god! Thật không? Thật. Vậy thì cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Tôi sợ bị bỏ rơi lắm. Chỉ cần cậu không phản bội tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu. Nếu tôi phản bội cậu thì sao? Thì tôi sẽ biến mất mãi mãi. Không được. Mới sáng ra mà đã ồn ào đấy nhở? Sao mới sáng ra mà đã ồn ào thế? Chào buổi sáng. Chào. Sao mới sáng mà đã... Mới sáng mà đã đẹp trai hả? Không. Lên đi ăn sáng đi. Chuẩn bị ra ngoài. Đi đâu? Hẹn hò. Hẹn hò á? Cái con sâu rượu này. Biết rồi. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Ooh.
Tao chán nhỉ? Để xem hôm nay tao cho mày bò về nhà. Này, tôi đến đến ba, bọn mình cùng chạy nhá. Cậu đi xem căn nhà không? Lúc nào rồi mà cậu còn hỏi cậu đấy? Oh, wow, kìa. Đến giờ xem căn nhà rồi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. À, Nguyên đấy à? Sao hôm nay đi đâu mà không đi cùng người yêu à? Tránh ra. Hả? Sao thế? Thế tối nay có rảnh không đi chơi cả tớ nhá. Này nhìn trông ok đấy. À, bỏ ra. Chó, mày nhớ đấy. Tớ. Tại sao cậu ra ngoài một mình? Tại sao lại không nói với tớ? Này, cậu quát tớ đấy à? Không có. Còn chối á? Tại cậu ăn mặc như này ra đường ấy. Ăn mặc là sao? Đừng có mà xinh xắn như thế. Dám quát mình. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Giây phút này, dù cậu ấy là búp bê, robot hay là cái quái gì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi chỉ biết là mình thật sự đã yêu cậu ấy. Chỉ cần tôi không phản bội thì cậu ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, phải không? Chỉ cần là cậu không phản bội thì cậu ấy sẽ là bạn trai của cậu mãi mãi á. Nói bé thôi. Lãng mạn thế. Ê, nhưng mà phản bội là sao cơ? Là cậu cắm sừng cậu ấy á? Tớ cũng không biết nữa.
Chắc là không được tiếp xúc thân mật với người con trai khác. Với cậu ấy thì được. Này, thế thì hai người đã... Cậu điên à? Không có. Kể đi. Gì đi? Sao ở ngoài này? Không vào nhà đi. Quý, cậu làm cái gì đấy? Cậu bị điên à? Không phải nói là thân mật với người khác giới thì sẽ biến mất hay sao? Gì đi? Gì đi? Gì đi? Gì đi? Uyên này, mẹ ơi, tôi cứ tưởng là cậu. Này, cậu làm sao đấy? Đừng làm tôi sợ. Thời qua bên cạnh cậu, tôi rất hạnh phúc. Tớ không muốn như vậy. Tớ xin cậu đấy. Cậu hứa với tớ rồi còn gì. Cậu bảo là sẽ không bỏ rơi tớ mà. Uyên, tôi phải nói một chuyện. Anh yêu em. Không tránh được đâu.